Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Tâm sự Thầm Kín, được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên Audio Hải Ngoại. Và đến với những câu chuyện tâm sự của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe câu chuyện tâm sự có tựa đề Con gái dẫn nhân tình cũ của vợ về ra mắt. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Đó là nỗi đau mà bố đã cố chôn đi. Thời gian cũng đã đủ dài để không ai còn muốn nhắc lại cái chuyện xưa nữa. Vậy mà đứa con gái độc nhất của bố mẹ lại không hay biết và lại khuấy lại cái nỗi đau ấy. Bây giờ chắc con đang đau khổ, không hiểu vì sao người con yêu lại cự tuyệt con đúng không? Bố mẹ xót con lắm, nhưng mà không thể làm gì cho con được. Người con bảo là con sẽ dẫn cái người đàn ông hơn con đến 30 tuổi về ra mắt. Con đã lường trước bố mẹ sẽ phản đối vì tuổi tác quá chênh lệch, nên con cố gắng thuyết phục bố mẹ vì độ giàu có trải đời của anh ta, để có thể được che chở bảo vệ cho con. Bố mẹ đồng ý gặp con rể tương lai là Việt Kiều vừa về nước, giám đốc của một tập đoàn lớn. Nhưng ai ngờ đó cũng chính là người mà ngày xưa mẹ con thầm yêu trộm nhớ. Và hơn ai hết, hai người đã có thời gian vụng trộm khi mà bố đi công tác xa. Bố lấy mẹ cũng cách nhau nhiều tuổi. Mẹ con xinh đẹp, nết na và ai cũng muốn cưới làm vợ. Bố được ông bà ngoại ưng thuận nhất vì làm bộ đội chuyên nghiệp. Mà cái thời ấy bố làm bộ đội chuyên nghiệp mà lại còn là cấp hàm đại úy là to lắm rồi. Lại hơn mẹ con một giáp, nên là đám cưới đã được hai bên sắp đặt, mặc dù mẹ con vẫn chưa đồng thuận. Bị ép cưới, mẹ con đã không cho bố đụng vào người đến hơn nửa năm. Thời gian bố về qua nhà cũng ít. Bố chỉ biết để dành cái tình yêu của mình để cảm hóa mẹ con mà thôi. Thời gian 5 năm cũng thấm thoát qua nhanh. Gia đình hai bên sốt ruột nên bố phải nghỉ nhà để có con. Rồi là con cũng ra đời sau bao nhiêu cố gắng của cả bố và mẹ. Nhưng mà trong cái thời gian 5 năm ấy, bố đau khổ không tả vì mẹ con vẫn thầm yêu cái người đàn ông ở làng bên. Họ vẫn thường xuyên thư từ qua lại với nhau. Bố biết điều này nhưng không làm gì được, bởi mẹ con nhiều lần oán trách bố rằng đã ép mẹ con làm vợ, làm khổ bà ấy. Nhưng bỏ mẹ thì bố không bỏ được. Bố yêu mẹ con rất nhiều. Lại thêm nếu mà ly dị thì sự nghiệp phấn đấu của bố coi như là chấm dứt, nên là bố đành phải ngậm bồ hòn mà làm ngọt, nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện này. Sau khi có con, bố mẹ được cấp nhà Hà Nội và chúng ta chuyển lên sinh sống tại đây. Cũng ít khi có dịp về quê nữa. Còn mẹ con thì sau bao nhiêu cố gắng của bố cũng đã siêu lòng, một lòng một dạ với chồng con và cắt đứt liên lạc với người yêu cũ. Bố mẹ hiếm con nên bao nhiêu tình thương dành cho con, mong con có những cái điều tốt đẹp nhất. May mắn là con gái lớn lên xinh đẹp giống mẹ, học hành thì giỏi giang. Con vào làm tập đoàn này chưa lâu thì đã có cảm tình với lãnh đạo và được đáp trả. Bố mẹ chỉ lo lắng rằng tuổi tác của hai người chênh nhau quá nhiều thì sẽ nảy sinh nhiều bất đồng. Còn lại thì bố mẹ luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của con. Nhưng ngay khi người đàn ông ấy bước vào nhà mình, bố mẹ đã nhìn nhau ái ngại. Còn người đàn ông ấy cũng mất đi cái vẻ tự nhiên. Chỉ còn có con vì quá hạnh phúc nên là con không để ý thấy cái sự khác lạ của mọi người thôi. Bữa ăn với nhiều câu nói xã giao, ngượng ngùng, cuối cùng cũng kết thúc. Sau cuộc gặp gỡ đó, người đàn ông ấy đã cự tuyệt con, khiến cho con đau khổ biết nhường nào. Con suy sụp, bỏ ăn, nghỉ việc, nhưng bố mẹ không thể làm gì khác được. Bí mật này bố không muốn con biết, bởi thật sự chỉ làm con thêm đau và có ý nghĩa không tốt về mẹ. Giờ không biết nên làm thế nào để cho con vơi bớt đi nỗi đau. Đọc xong cái câu chuyện này cho quý vị khán giả thì Hồng Nhung lại nhớ tới là cái sự việc nó vừa mới xảy ra trên mạng xã hội. Đó là cái vụ xe LX570 mà có thể là quý vị đã biết rất là nhiều rồi vì nó quá rầm rộ. Hay chúng ta dùng một cái từ mà theo cộng đồng mạng đánh giá, đó là Sugar Daddy. Và trong cái trường hợp này thì không biết là cô có phải là giống như cô gái nó không? Hồng Nhung nghĩ là không. Nhưng mà quen với một cái người mà nó bằng tuổi bố mẹ của mình như vậy thì cũng hơi quá đáng. Mặc dù thì quý vị biết là tình yêu thì nó không có tuổi tác và nó cũng không có ranh giới gì cả. Nhưng mà đúng là éo le thật sự khi mà cái người mà cô yêu và chọn cưới làm chồng đó
một cái người chững chạc lớn tuổi thì lại là người yêu cũ của mẹ mình. Như vậy là một cái điều mà hoàn toàn không thể chấp nhận. Dù tình yêu nó không có lỗi và cô là người không biết thì không có lỗi, nhưng mà cái hoàn cảnh nó đưa đẩy khiến cho nó sai và nó rất rất sai. Và Hồng Nhung nghĩ là dừng lại cái chuyện này là chính xác. Và bây giờ ông bố ông ấy không muốn làm tổn thương con gái của mình, nhưng mà cũng ông cũng không muốn tiếp tục cái câu chuyện như thế này vì nó rất là tiến thoái lưỡng nan, rất là khó xử. Hồng Nhung nghĩ là ông nên nói cái câu chuyện này cho con gái biết, có một cái buổi nói chuyện nhẹ nhàng cho con biết, rồi sau đó cái sự lựa chọn cô có muốn tiếp tục với cái người đàn ông kia hay không thì cô sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên thì chúng ta cũng tôn trọng cái quyết định của cô gái này. Nếu mà cô ấy muốn tiến đến với cái người đàn ông trung niên đó, mình cũng không có quyền gì cấm cản. Mình là cha là mẹ, nhưng mà mình và con đã trưởng thành thì mình cũng không thể nào mà cấm thế nọ, cấm thế kia được. Dẫu mình biết là nó sai đấy, nó trái đấy, mình chỉ đưa ra cái ý kiến của mình. Mình đưa ra một cái mối quan hệ nó phức tạp như vậy. Thì bây giờ ý con là con nghĩ như thế nào? Con còn muốn tiếp tục với cái người đàn ông đó hay không? Hồng Nhung nghĩ là nên dừng lại. Vì dừng lại nó là một cái kết nó tốt đẹp hơn cho tất cả. Cô không yêu cái ông đấy thì cô có thể là đến với rất là nhiều những cái người đàn ông khác. Có thể bằng tuổi ông ấy, hơn cũng được. Hoặc là kém tuổi ông cũng được, trẻ trung hơn. Và nhiều người thành công chứ, đâu phải một mình ông đâu. Đúng không ạ? Và chúng ta đừng có nghĩ là yêu một cái người chết đi sống lại, không lấy được thì chúng ta chết, chúng ta không thể chịu được. Không phải. Có những cái người mà chúng ta đến với nhau, yêu nhau tưởng chết đi sống lại, rất yêu, rất là lưu luyến. Nhưng rồi đến thời điểm nào đó, khi mà chúng ta nhận ra là chúng ta không thể nào mà bước đi cùng với nhau trên một con đường nữa. Nó có quá nhiều những cái rào cản, nó ngăn chúng ta lại. Các cụ có một câu mà Hồng Nhung luôn nhớ đến, đó là đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Đúng là như vậy đấy thưa quý vị. Rồi chúng ta yêu đến đâu, yêu nhiều như thế nào, nhưng mà về khi mà chúng ta về nhà, phụ huynh cấm cản, đó là một cái nó đã không lọt rồi. Và trong cái quá trình chúng ta yêu đương nhau trong qua thời gian ấy, nó phát sinh ra nhiều những cái tính cách nó trái ngược, hay cãi vã, rồi nhiều những cái mà khiến chúng ta không thể bước tiếp cùng được nữa. Chúng ta không thể có được cái tiếng nói chung nữa. Đến một thời điểm nào đó thì các bạn sẽ nhận ra đó là trưởng thành là học được cái cách buông bỏ, biết cách đặt xuống. Dù cái trái tim của mình lúc đó nó như là một cái con đỉa, nó cắm sâu vào da thịt, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải dứt nó ra thôi. Ai là người trưởng thành thì chúng ta ít nhất một lần trong đời chúng ta cũng đã có những cái tình yêu nó chết đi sống lại, đau khổ đến tột cùng, nhưng rồi chúng ta dừng lại đúng lúc thì nó vẫn giữ được những cái kỷ niệm đẹp trong lòng của nhau. Không đến được với nhau thì thôi, chấp nhận và mỉm cười, nâng lên được thì chúng ta đặt xuống được. Rồi chúng ta sẽ gặp được những cái người mà yêu thương chúng ta thực sự, phù hợp với chúng ta thực sự. Và đó là cái người mà một cái mảnh ghép nó khớp với cuộc đời của chúng ta. Những mảnh ghép kia rất đẹp đấy, rất hoàn hảo đấy, nhưng mà nó lắp ghép với mình thì nó không vừa, nó không phù hợp. Thì chúng ta sẽ nhận ra là buông bỏ là nó là một cái điều mà chúng ta phải học, chúng ta phải chấp nhận đánh đổi. Và nó sẽ khiến cho chúng ta trong tương lai nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều thưa quý vị. Nếu mà ai đã từng yêu và yêu say đắm một người thì quý vị sẽ hiểu những cái điều mà mình vừa nói. Yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau, nó luôn luôn là như vậy. Và chính những mối tình như vậy nó mới khiến chúng ta nhớ mãi trong cuộc đời này được. Và quay trở lại với cái câu chuyện ngày hôm nay một chút, Hồng Nhung nghĩ là cô nên dừng lại, tìm một người khác phù hợp hơn với mình và với gia đình của mình. Vì cái câu chuyện này hoàn toàn nó không xứng đáng, và nó không phù hợp thì chắc chắn là chúng ta nên dừng lại, đừng có gây đau khổ. Vì nếu mẹ cô mà biết là cô có tiến tới với cái người đàn ông này, hơn ai hết bà là người vô cùng đau khổ.
Vì khi mà bà lấy bố cô rồi, bà ấy mới là cái người mà không buông bỏ xuống được. Bà không thể chấp nhận để buông bỏ cái tình yêu của bà xuống được. Luôn 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 nhớ đến người yêu cũ cho đến tận 5 năm sau, bà mới cởi lòng ra một chút để cho bố cô có thể tấn công được vào trong cái con tim của bà ấy. Chỉ vì biết là bà ấy yêu cái người đàn ông đó như thế nào. Phóng Nhung nghĩ là ông bố nên chia sẻ con gái của mình để cô đưa ra quyết định của mình. Và cô quyết định như thế nào chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của cô thôi. Câu chuyện mà ông Nhung gửi đến quý vị đến bây giờ thì thời lượng cũng đã kết thúc rồi. Sẽ hẹn gặp lại quý vị với rất là nhiều tâm sự nữa sẽ có trên Audio Ngại vào khung giờ này của đêm ngày mai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.